Hello mọi người nha. Một mình ông bố nhìn quần nó chịu rồi. Chịu rồi. Cưới đi em. Cưới gì? Uống nước thì sướng nhạc vậy. Cay thật anh em. Cửa hết rồi. Mày đi quán nào? Đứng dưới kia. Mày bị điên à? Quán là mãi tích dưới kia kìa. Cái cửa hàng to đúng mày cũng phải mở đến 10 1 giờ 10 10 11 giờ đêm 11 rưỡi. Đó là gần lên đường Hoa Chéo. Mày cứ đi đường Hoa Chéo có một quán siêu kiểu dạng siêu thị nhỏ. Trước anh mua để bê can kia. Tại mày mấy giờ? Mấy có 10 giờ nó vẫn còn mở. Nhanh lên.